Trốn tình. Tác giả Vân Bích. Tập 1. Nhà họ Trịnh có độc nhất một người con gái. Người ta nói đó là con cầu con khẩn. Bởi vợ chồng nhà họ sống với nhau nhiều năm trời mà mãi chưa có nổi một mụn con. Ông 50 tuổi, còn bà 45, họ đều chăm chỉ, hay làm, cho nên gia đình cũng thuộc hàng khá giả. Tuổi xế chiều, ai mà không ao ước được vui dày bên đàn con đàn cháu. Chỉ có nhà ông bà bao nhiêu năm nay cô quạnh, thèm lắm cái tiếng ê a của trẻ thơ. Bà Trịnh nhiều đêm nằm sụt sịt, khóc ướt đẫm gối, tự trách mình làm khổ chồng, vậy mà lần nào ông cũng chỉ cười hiền, dỗ dỗ lưng an ủi bà, đừng có nghĩ ngợi dẫn dơ mà khiến bản thân mỏi mệt. Một ngày, bà vô tình nhìn thấy ông nựng nịu mấy đứa trẻ nhà hàng xóm, ánh mắt đó có bao nhiêu là khát khao. Đêm về, điều đó khiến cho bà đau đớn mới dằn lòng cứng miệng đề nghị, mà thực ra nội tâm cũng nát tan. Mình à, tôi biết mình thương tôi nên mình cam chịu tới mức này, nhưng tự tôi thấy thiệt thòi cho mình. Tôi không có đành lòng nhìn mình vì hy sinh cho tôi mà cả đời này không thể có đứa con của riêng mình. Thôi thì mình để tôi đi, mình kiếm vợ mới sinh cho mình một đứa bé đi. Điên à, mình nghĩ tôi là cái hạng người vô tình bạc nghĩa như vậy sao? Bao nhiêu năm rồi chúng ta đồng cam cộng khổ, bây giờ cũng gần già bứt cả gân rồi, còn vợ mới vợ nhỏ nữa. Mình thôi ngay cái ý định rồ dại đó cho tôi. Mình mà còn nhắc lại một lần nào nữa thì tôi tuyệt thực cho bệnh chết luôn đi, để cho mình vừa lòng. Mình đừng có như vậy mà. Mình nói vậy tôi rất đau. Nếu mình muốn có con thì tôi lại tiếp tục cố gắng cày cấy thường xuyên. Biết đâu trời thương cho hạt nảy mầm, mình khỏi có buồn tuổi nữa, không? Được không? Dứt lời, ông Trịnh hôn lên khóe mắt nhạt nhò của bà. Những cái hôn thi nhau rơi xuống từ gò má xuống dành tai, trượt dần qua quai xanh. Trong đêm, đôi bạn tuổi xế chiều hòa quyện, vừa là những yêu thương sâu đậm bởi tình cảm bao năm, không có gì bất kỳ nguyên nhân nào mà hao mòn, vừa là khát khao tìm kiếm cho mình báu vật của đời, tiếng khóc trẻ thơ. Biết rõ tâm ý của chồng, bà Trịnh không dám nhắc lại đề nghị kia nữa. Nhưng đúng với câu, có bệnh thì vái tứ phương. Bà đi hết các chùa, đền thiên từ Nam ra Bắc, một lòng cầu khẩn cho mình được mang thai. Chắc tâm ý của bà cảm động lòng trời. Một hôm, bạn của bà mách nước có người quen là bác sĩ khoa hiếm muộn mới vừa tu nghiệp nước ngoài về. Bà mừng như bắt được vàng. Từ đó tuân thủ vào phác đồ điều trị về ăn uống sinh hoạt và một số phương pháp khoa học. Cuối cùng, niềm vui cũng đến với gia đình ông bà. Quả ngọt tình yêu của hai người thành công nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Cô bé gọi là Phúc An, cái tên mang trọn mong ước về một cuộc đời bình yên sung túc của ba mẹ dành cho bé. Vậy mà niềm vui đến không bao lâu khi Phúc An vừa hơn một tuổi, bà Trịnh bỗng lên cơn đột quỵ, vĩnh viễn từ giã cuộc đời, để lại một mình ông Trịnh thân gà trống nuôi con. Thế gian có đủ loại người, có người xót xa cho hoàn cảnh của ông Trịnh vừa mới thoát kiếp không con, liền quá thành mất vợ. Lại cũng có người xì xào, Phúc An là sao chổi, là khắc tinh của gia đình. Bé ra đời, không bao lâu thì mẹ chết. Kinh tế gia đình dường như ngày càng sa sút. Ông Trịnh bỏ ngoài tai những lời ác ý, kiên tâm nuôi Phúc An khôn lớn. Hai cha con nương tựa vào nhau mà sống. Phúc An càng lớn càng xinh đẹp, hoàn toàn là bản sao của bà Trịnh ngày còn trẻ. Càng làm cho ông Trịnh yêu thương không để đâu cho hết. Thoáng cái mà đã 23 năm trôi qua. Không phải, chính xác là còn đúng 2 ngày nữa, Phúc An sẽ được thổi nến đón tuổi 23 của mình. 4 năm qua, mỗi lần đến ngày này, cô sẽ tới nhà bạn trai ăn mừng trước, rồi về nhà dành trọn thời gian vui vẻ bên cha già kính yêu. Năm nay, kế hoạch trong lòng cô vẫn như vậy,
Nhưng cô lại tinh nghịch điện thoại thông báo với Minh Sơn muốn tạo sự bất ngờ cho anh ấy. Anh ơi, chuyến công tác của em chắc phải kéo dài, sợ là không có kịp về đón sinh nhật ở bên anh rồi. Em đang buồn lắm mà. Trời đất ơi, mỗi năm chỉ có một ngày này, ngày mà anh mong chờ nhất để mang đến cho em bất ngờ từ tình yêu của anh. Vậy mà... Hay em nói với sếp đi, sao có thể dắt kiệt con người ta được chứ? Đến sinh nhật cũng phải cho người ta về. Không có được đâu, việc chưa có xong chứ đâu phải sếp cố ý. Thôi thì mình dời qua ngày khác bù lại được không anh? Đành vậy chứ biết làm sao bây giờ. Mà em ở ngoài đó phải ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng đó nghe không? Không có được bỏ bữa. Lỡ mà đau bao tử thì khổ em, khổ cả anh nữa đó. Em biết rồi, yêu anh nhiều. Chờ em về nghe. Được, anh cũng yêu em. Phúc An đặt điện thoại xuống, hí hửng chờ đợi đến ngày sinh nhật, mường tượng cái vẻ mặt buồn thiểu buồn thiêu của bạn trai, rồi bất ngờ nhìn thấy cô xuất hiện. Cảm xúc đó sẽ ngạc nhiên, thú vị đến nhường nào nữa đây. Cô thầm cười, nghĩ về cái hôn nồng nàn tiếp sau đó mà lòng ngọt ngào khó tả. Ngày qua thật nhanh, chuyện Phúc An mong đợi cũng sắp đến. Chuyến công tác thành công tốt đẹp. Từ đêm trước cô đã bút ngay cái chuyến bay sớm từ Đà Nẵng về Sài Gòn. Tính giờ giấc vừa khớp là về đến đó. Cô còn kịp ghé qua nhà người yêu, ôm ấp nhớ thương một chút xíu cho thỏa mấy ngày xa nhau. Rồi sẽ quay về đón sinh nhật với cha theo cái thói quen từ trước đến nay. Chuyến bay vừa hạ cánh, cô nhanh chóng đón taxi một đường chạy thẳng về nhà của Minh Sơn. Nói là nhà anh thì cũng không có chính xác. Thực chất đây là nhà của dì ruột anh, đã định cư ở Mỹ nhưng vẫn muốn giữ lại nơi làm chốn đi về mỗi lần hồi hương. Anh lại là người tỉnh lẻ, qua đó ở là một bên tiết kiệm chi phí, một bên nơi trời Tây xa xôi cũng yên tâm hơn về nhà cửa của mình. Phúc An đến đó chơi rất thường xuyên nên được Minh Sơn đưa hẳn cho một cái chìa khóa, dự phòng lúc anh có việc chưa về, Phúc An mà ghé sang cũng có thể mở cửa vào trong. Chiếc taxi đưa cô đến trước hẻm nhỏ. Phúc An kéo cái vali nhỏ gọn sau chuyến công tác 10 ngày đi vào nhà Minh Sơn. Những mỏi mệt căng thẳng của mấy ngày qua vì một ý niệm người yêu sẽ ngỡ ngàng và mừng rỡ đến nhường nào, hóa thành niềm vui không thể tả. Cô nhãn miệng cười trước khi lấy ra cái chìa khóa tra vào ổ khóa, rất nhẹ nhàng mở cửa, bước vào trong mà không có gây tiếng động. Phúc An đảo mắt một vòng nhìn xem Minh Sơn có ở dưới nhà không. Vô tình nhìn thấy cái chiếc túi xách nơi sofa, tò mò về cái món đồ bên trong một chút. Cô tiến đến mở ra xem, nhìn thấy bên trong là bộ đồ lót màu đỏ tươi rất quyến rũ. Bất giác, gương mặt của cô hồng rực, thầm mắng cái ông tướng kia tặng quà sinh nhật cái gì mà nhạy cảm. Người ta đã nói là để dành cái chuyện đẹp đẽ đó cho ngày thành hôn, mà lâu lâu lại giở cái chiêu trò dụ dỗ không à. Thôi thì năm sau cũng vừa đẹp rồi, cũng nên cho tình yêu của họ được nảy mầm đơm hoa kết trái. Nghĩ vậy, Phúc An xếp lại cái bộ đồ lót cất vào giỏ, nhẹ nhẹ bước lên lầu tạo bất ngờ cho ai kia. Cô gái nhỏ nhẹ nhàng bước về gian phòng quen thuộc, chợt phát hiện có những âm thanh lạ kỳ. Tiếng rên rỉ như đau đớn lại như mời gọi cùng với cái chất giọng khàn khàn quen thuộc. Em ngọt lắm, rất tuyệt. Em giỏi hơn cái con nhỏ kia nhiều. Anh, em nóng bỏng chứ. Con An có quyến rũ bằng em không? Cái con đờ như khúc củi đó. Có bao giờ nó cho anh nếm cái ngon ngọt như em đâu. Anh chán nó lắm rồi. Thôi, đừng có nhắc về nó nữa nha. Em yêu anh nhiệt tình đi. Người ta biết rồi mà. Người ta thương anh nhất. Chỉ là người ta muốn hỏi anh nè, anh muốn giấu nó cái chuyện của tụi mình tới bao giờ, đã chán nó thì chia tay đi cho rồi đi, sao cứ phải lằng nhằng diễn cái trò trước mặt nó chi vậy anh? Không phải sợ em mang tiếng xấu cướp bồ của bạn thân hay sao? Chờ thêm một tháng nữa đi, anh thu xếp nha, còn bây giờ tới đây, lẹ lên. Dứt lời, tiếng rên rỉ lại tiếp tục, thanh âm hai thân thể va chạm kịch liệt cùng cái tiếng thở dồn dập của người đàn ông nào đó khiến trái tim của Phúc An tê dại đi. Hốc mắt vô thức có hai hàng nước mặn mặn, nó thấm vào môi. Đau đớn đến vô cùng tận. Một bên là người yêu hẹn năm sau sẽ chọn ngày nên duyên chồng vợ. Một đằng là con bạn thân thiết từ thuở mẫu giáo cho đến nay. Có ai mà ngờ,
hai kẻ này trước mắt cô luôn bày ra vẻ ghét bỏ nhau như chó với mèo, sau lưng lại nồng tình mật ý tới như vậy. Quá ra, trong cái chuyện tình này, cô mới chính là người thừa thải. Quá ra, trong mắt của họ, cô chỉ là một con ngốc không hơn. Trong cơn uất nghẹn, Phúc An ôm mặt chạy xuống lầu, chỉ mong thật nhanh rời khỏi cái nơi vừa đau lòng vừa gây tởm với hai con người bội bạc giả tạo đó. Chỉ là lúc bất cẩn, cô đụng trúng cái bình hoa chân ở nơi góc phòng khiến cho cái bình nó bể tan. Thanh âm loảng xoảng bất ngờ đó cũng làm gián đoạn cuộc ái ân của hai người đang thăng hoa trong miền quan lạc đó. Minh Sơn rít giọng. Thôi chết, nó vừa mới đến đây, nó biết hết rồi. Con An hả? Nó biết thì càng tốt thôi. Chúng ta công khai luôn đi anh. Em chán phải lén lút với giả giờ lắm rồi. Em thì biết cái gì? Ba của nó quen thân với sếp của anh. Công ty đang có đợt tuyển lựa vị trí trưởng phòng. Anh mơ ước cái ghế đó lâu rồi. Với giao tình đó, anh nhờ nó năn nỉ ông già giúp anh một tiếng, thì cái vé thăng chức cầm chắc ở trong tay. Vậy mà mẹ kiếp nó chứ. Sao nó nói mấy ngày nữa mới về? Bây giờ phải làm sao đây? Hả? Người em yêu có năng lực mà, cần gì phải nhờ cậy vào mấy cái chuyện đó chứ. Sếp anh bị đuôi mới không có chọn anh thôi. Em tin tưởng anh, không cần dựa vào quan hệ gì cả, vẫn tiến xa trên con đường công danh thôi mà. Không được, em chưa có dấp cuộc đời nhiều. Em đâu có biết cái thế giới này mọi người đều nhờ vào cửa sau cả. Thực tài cũng không có bằng quen biết. Trâm à, nếu em thương anh, thì em phải giúp anh, có được không? Giúp thế nào hả anh? Em nói với con An là do em quyến rũ anh trong lúc anh buồn nhớ vì xa nó nên mới uống rượu say rồi làm bậy nói sảng. Được không em? Chỉ cần qua cái đợt bổ nhiệm trưởng phòng, anh nhất định chia tay với nó, dành hết tất cả tình yêu này cho em, nghe. Anh vì tương lai của chúng mình thôi, đi giải thích cho nó giùm anh đi. Hả? Giúp anh đi mà. Thôi được rồi. Ngọc Trâm lồm cồm bò dậy, lụm lại cái áo váy, rất không tình nguyện mặc vô, chuẩn bị đuổi theo con nhỏ ôn nghiệt kia. Cái thứ gì đâu mà người ta đang vui vẻ quan ái, cảm xúc nó ngọt như mật đường, tự dưng lại nhảy vào phá rối rồi. Bây giờ còn phải trường cái mặt ra khóc lóc thuyết phục nó nữa, tin rằng tình yêu của mình với anh Sơn chỉ là một sai lầm của men rượu. Cô xị mặt, cử chỉ đều bày ra hết cảm giác bực bội ở trong lòng. Mà Minh Sơn nhìn thấy liền kéo Trâm vào lòng, hôn lên cái đầu cô khích lệ. Chịu thiệt không có bao lâu nữa đâu, rồi anh sẽ bù đắp cho em tất cả những thiệt thòi mà em phải chịu. Nói được thì phải làm được đó, đừng có để người ta chờ đến mất hết cả thanh xuân. Cái ngàn vàng người ta dành cho anh, còn đạp lên cả tình bạn này cũng vì anh đó nghe. Hiểu mà, bây giờ thì đi giúp ông xã đi, bà xã yêu dấu. Nghe tiếng gọi bà xã yêu dấu, Ngọc Trâm cảm thấy vô cùng hài lòng, kề môi tới sát mặt người đàn ông vẫn còn lõa thể, không kiềm chế được cảm xúc mà hôn chụt lên cái môi mỏng gợi tình của anh ta. Sau đó, Ngọc Trâm chạy một mạch khỏi nhà, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Phúc An. Phúc An trong cơn đau lòng cùng thất vọng vô hạn, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Giọng của Phúc An lạnh lùng khô khốc. Mày muốn nói cái gì nữa? Tao yêu anh Sơn, tao thật lòng yêu anh Sơn. Vậy cho nên là tao quyến rũ ảnh. Tao thấy ảnh nhớ thương mày mấy ngày qua rồi đi uống rượu, nên tao mới lẻn theo. Là tao cho anh ấy uống thuốc kích dục, nên anh ấy mới không có kiềm chế được. Hồi nãy sau cái cuộc ân ái, anh ấy đã biết tao bày ra cái chuyện này, đã chửi tao rất nhiều. Anh nói sẽ giết tao nếu tao khiến cho mày rời khỏi anh ấy. Là tao dại dột, tao ghen tị với mày, tao không cần mày tha thứ đâu. Nhưng mà anh Sơn không có cố tình phản bội mày, mày tha thứ cho ảnh đi, nếu không tao chết dưới tay ảnh đó. Nực cười quá hả? Tao là cái con ngu trong mắt hai người tụi mày, có đúng không? Nên mới muốn lừa tao hết lần này đến lần khác. Chính tai tao đã nghe hết, anh ta nói tao là khúc củi, không có cho anh ấy ngon ngọt. Những lời đó là lời của người thiếu tỉnh táo, bị trúng phải cái thuốc kích dục hay sao? Mày, cả anh ta nữa, biến hết khỏi cuộc đời của tao, đừng có bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Nhưng mà... Lời của Ngọc Trâm chưa dứt, Phúc An đã cắt luôn cái điện thoại, tắt luôn cái nút nguồn để không ai có thể làm phiền.
Nỗi đau đớn thấu tận tim gan khiến cô bước đi ngẩn ngơ như kẻ mất hồn, quên mất cả ý định về nhà đón sinh nhật bên cha già kính yêu. Ông Trịnh mỗi năm đến ngày này đã quen sẽ mua một cái bánh kem thật dễ thương, có hình con trâu chờ sẵn đón con gái cưng về nhà, cùng thổi nến chúc mừng. Năm nay cũng vậy, trên bàn bày biện một hộp bánh, một dĩa thịt gà nướng, một dĩa thịt xá xíu, một cái bếp ga mini với một nồi lẩu cực kỳ hấp dẫn. Chỉ còn đợi nhân vật chính xuất hiện nữa là có một bữa tiệc vui nho nhỏ mà hoàn hảo ở trong lòng ông rồi. Vậy mà ông chờ hoài, chờ mãi, vẫn không nhìn thấy viên trân châu ngọc bảo nhà mình đâu. Vậy là ông lấy điện thoại ra gọi, hỏi xem Phúc An hiện bây giờ đang ở chỗ nào, sao còn chưa về nhà. Rõ ràng hôm qua con bé nó còn nói, chuyến công tác thuận lợi chắc chắn sẽ về kịp mừng sinh nhật ở nhà mà. Không biết có chuyện gì hay không đây. Ông Trịnh bấm phím gọi liên tục, bên trong vẫn chỉ là thanh âm thông báo đáng ghét. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Nửa tiếng trôi qua, ông đã mất dần kiên nhẫn, bỏ dở bàn tiệc, đóng cửa đi tìm thử các nơi. Ông qua nhà Ngọc Trâm, mẹ con bé nói nó đi chưa về. Ông xin số điện thoại của Trâm để gọi thử coi, con bé cũng nói nó liên lạc từ nãy giờ mà không được. Điều đó càng khiến cho ông sôi sục như thiêu như đốt. Ông đã mất đi một người vợ, trái tim già nua này yếu ớt lắm rồi, không có chịu thêm bất cứ đả kích nào nữa đâu. Nếu Phúc An có chuyện gì, ông làm sao mà sống nổi đây? Ông Trịnh cứ vậy mà thất thần chạy đi. Chợt điện thoại rung lên trong túi quần, nghĩ là Phúc An gọi về, ông vội lấy máy ra nhìn thử. Nhưng ông lại không có quan sát xung quanh, không phát hiện tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu xanh dành cho các phương tiện lưu thông ở trên đường. Chiếc xe hơi phóng tới, đụng trúng nửa người khiến ông ngã đập đầu, điện thoại văng xuống đất nứt màn hình. Trên xe, một người đàn ông trung niên lao xuống, nhìn người già nua dưới đất đã bất tỉnh, đầu tứa máu ra ngày càng nhiều thì lâm vào hoảng sợ cực độ, vội đưa mắt van xin người phụ nữ còn ngồi trong xe, giọng lắp bắp. Bà chủ ơi, bà chủ, bà giúp tôi đụng người ta rồi. Anh bình tĩnh coi, chuyện đâu còn có đó, lẹ lên, đưa ông ta đi cấp cứu liền đi. Nhưng mà tôi không có lái nữa rồi, tôi không có lái nổi nữa, bà giúp tôi. Vậy anh gọi taxi đưa người ta đi trước đi, tôi gọi người tới đây đem xe về nhà, sau đó sẽ vào bệnh viện cùng với anh xử lý cái vụ này, phải bình tĩnh, nghe chưa? Dạ, bà chủ. Chú tài xế run rẩy cả người, tự nhắc bản thân cố gắng trấn định lại, làm theo lời của bà chủ vừa mới nói mình. Chú nâng cơ thể mềm quặt không còn biết gì nữa, đặt lên xe, nói bác tài taxi nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất. Chú hoàn toàn không có nhìn thấy cái điện thoại của người bị nạn nằm im lìm một góc tại hiện trường. Phúc An sau khi thơ thẩn, ra ngồi nơi công viên nghĩ ngợi rất nhiều về tình bạn, tình yêu của mình. Mi mắt cô sưng lên theo những dòng lệ chực trào, cảm thấy trên đời này ngoài ba ra thì không còn ai đáng tin nữa. Bất giác cô nhớ ra, bây giờ này ba yêu chắc đang đợi mình về cùng đón mừng sinh nhật, vậy mà mình lại ngồi đây ôm đau khổ một mình. Hồi nãy tới bây giờ tắt nguồn điện thoại chắc là ba lo lắm đây, cho nên Phúc An mở nguồn nhìn lại thì thấy mười mấy cuộc gọi lỡ ba gọi cho cô. Điền nhấn số gọi lại cho ba yên tâm. Nhưng mà lúc này đến phiên điện thoại của ba cô lại không có liên lạc được. Đoán chắc là gọi lâu như vậy, máy của ba bị hết pin rồi cũng nên. Vậy là Phúc An cố gắng kiềm chế những phiền muộn ở trong lòng, lấy khăn giấy ướt lau mặt sạch sẽ cho nó tỉnh táo, rồi về nhà tìm nguồn an ủi từ ba. Phúc An ra bãi giữ xe lấy xe, vừa ngồi lên yên chuẩn bị đề máy, bất ngờ có một số điện thoại lạ gọi tới, cố gắng nén lại tiếng nghẹn ngẹn còn vướng nơi cuống họng. Dạ, tôi nghe. Cô vui lòng cho tôi hỏi, cô có phải là Phúc An không? Dạ, đúng rồi, cho con hỏi có việc vậy cô? À, tôi tìm thấy trong cái bóp của người bị nạn có danh thiếp của cô, không biết cô có phải là con gái của ông Trịnh Thanh Sang không?
Dạ phải, nhưng mà bị nạn gì con không hiểu, cô nói rõ giùm con được không? Trong lúc ông Trịnh đi qua đường không chú ý nên đụng phải chiếc xe hơi, tình hình có vẻ nguy kịch, đang cấp cứu ở bệnh viện 115, cô mau tới đây đi. Tình như sét đánh ngang tai khiến Phúc An thật sự muốn ngã quỵ. Đất trời xung quanh như bao phủ bằng màu xám xịt. Sinh nhật của cô vậy mà liên tiếp đón hai cái tin đau lòng. Với hai con người xấu xa phản bội kia thì cũng thôi đi, mà đây là ba cô, người thân nhất còn lại trong cuộc đời. Nếu ba có mệnh hệ gì, cuộc đời cô biết sẽ ra sao? Tin dữ khiến cho tâm trí của cô vô cùng bấn loạn, chỉ là không có thể chôn chân nơi này trong vô ích. Cô vội vàng phóng xe đi đến bệnh viện 115. Khi Phúc An đến đó, ba cô đang trong phòng cấp cứu, được các bác sĩ cố gắng dằn dực sự sống cho ông từ tay của tử thần. Bên ngoài là một dì có gương mặt phúc hậu, ăn mặc rất sang trọng. Ở cái ghế là một chú trung niên với đôi mày nhíu lại, hằn nét lo âu, liên tục nhìn vào căn phòng đóng kín. Phúc An lên tiếng hỏi: "Dì có phải là người mới vừa điện thoại cho con không?" "À, cô là Phúc An hả?" "Dạ." "Đúng rồi, là dì gọi đó. Ba con đã được đưa vào phòng mổ mấy tiếng rồi, còn chưa biết thế nào nữa. Con cứ ngồi xuống đây trước cái đã." "Dì ơi, ba con có sao không dì? Lúc dì đưa ba con vào đây, tình hình có nghiêm trọng không? Con chỉ còn lại mình ba con thôi. Không có ba, con làm sao mà chịu đựng nổi hả dì ơi?" "Thôi, đừng có khóc nữa. Lúc này con mà không có bình tĩnh thì ai sẽ lo cho ba con đây? Nín đi, ở hiền gặp lành. Dì tin ông ấy sẽ qua cơn nguy kịch thôi. Ngoan, nghe lời dì." "Dạ." Phúc An vẫn còn nức nghẹn nhưng cố gắng bình tâm lại, tia mắt cũng chăm chú nhìn về phòng cấp cứu đang nổi đèn đỏ nhức mắt đó. Qua thêm 4 tiếng nữa, cửa phòng cũng mở ra, một vị bác sĩ xuất hiện. "Ở đây ai là thân nhân của ông Trịnh Thanh Sang?" "Dạ, là con đây bác sĩ." "Ba của cô bị chấn thương sọ não, chúng tôi đã cố gắng hết sức, tạm thời đã giữ được tính mạng, nhưng tình hình hiện bây giờ ông ấy đã rơi vào hôn mê sâu, chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại. Nếu trong vòng 1 năm mà không tỉnh, nghĩa là ông ấy sẽ trở thành người thực vật hoàn toàn. Lúc đó quyết định thế nào là tùy nhà mình. Đó là trường hợp xấu nhất, nhưng bây giờ y học phát triển mà, có thể vài tháng nữa ông ấy sẽ hồi phục lại thôi." Phúc An nghe bác sĩ nói qua, vừa là tin tốt vừa là tin xấu, cảm xúc rối loạn không biết thế nào, nơi lòng ngực ẩn ẩn đau thương, nước mắt cũng chực rơi xuống đôi gò má. Cô đưa tay che miệng không để khóc thành tiếng, sợ làm nhiễu sự yên tĩnh của bệnh viện. Dì xinh đẹp tức là bà Nguyễn Kim Thu thấy cô gái nhỏ như vậy bỗng dưng gia đình gặp phải tai ương, vừa thương cảm là vừa tội nghiệp. Bà ngồi trên chiếc xe đó, dù bà không có trực tiếp giữ tay lái, vẫn là một phần nguyên nhân mang đến bất hạnh cho gia đình cô bé. Trong lòng của bà dấy lên ý niệm bù đắp, trước mắt là chi trả hết phần viện phí của nạn nhân, sau là an ủi để cô bé có được động lực cho cha già đến lúc bình phục. Chỉ mong trời Phật phù hộ để ba cô tai qua nạn khỏi. Ông Trịnh vừa trải qua ca phẫu thuật, được đưa ra phòng chăm sóc đặc biệt, có gắn máy trợ thở. Bà Nguyễn nhìn một lượt qua Phúc An, biết cô vừa nghe tin đã lập tức đến bệnh viện, chưa chuẩn bị được cái gì. Bà liền khuyên cô về nhà thu xếp đồ đạc một chút, trong lúc đó bà sẽ thay cô coi chừng ba. Phúc An nghe bà Nguyễn nói cũng có lý, cúi đầu lần nữa cảm ơn dì xinh đẹp, nhiệt tình lại tốt bụng đó. Cô vội vàng quay về nhà mang ít quần áo, đồ dùng cá nhân cần thiết vào bệnh viện. Trước khi đi, cô còn điện thoại cho sếp xin phép nghỉ tạm 1 tuần, định bụng xem tình hình lại xin nghỉ thêm. Sắp xếp đâu đó tạm ổn, Phúc An xách túi đồ rời khỏi nhà. Khi đi ngang qua nhà của Ngọc Trâm, mẹ cô ta thấy Phúc An thần sắc mệt mỏi, lại có vẻ cuống cuồng mới hỏi thăm. "Phúc An à, con sao vậy? Đi đâu mà ba con qua nhà cô kiếm con luôn đó?" "Dạ, bây giờ con phải vô bệnh viện gấp bác ơi." "Sao lại vô bệnh viện? Con bệnh gì hả?"
Không phải, là ba con bị xe đụng, tình hình cũng căng lắm, chưa biết ra sao. Thôi, con đi nghe bác. Ừ, đi cho lẹ, lo cho ba con đi. Nói xong, Phúc An sải bước thật nhanh. Không nhìn thấy Ngọc Trâm lúc này đang ở trong nhà, đã nghe hết tất cả cuộc đối thoại. Tin tức này có liên quan trực tiếp đến Minh Sơn. Vậy nên, cô ta liền cầm cái máy gọi ngay cho người yêu. Giọng nam vang lên có vẻ rất trìu mến. Alo, bà xã yêu dấu, em làm xong việc có anh nhờ chưa? Nó chịu tin em không? Tất nhiên là không rồi. Nó nghe hết rồi anh yêu à, nên không có tin em giải thích gì đâu. Trời ơi, em phải nói sao cho nó tin chứ. Tương lai của anh và của chúng ta nằm trong tay em đó. Anh không có muốn cưới em về là để em thiếu thốn đâu. Ráng thuyết phục tiếp đi nha. Không có cần vậy nữa rồi anh à. Em nghĩa là em không muốn giúp anh. Không có phải. Ba của con An bị tai nạn rồi, còn chưa biết sống chết thế nào nữa. Bây giờ nó có tin thì cũng không có giúp ích được cái gì trong việc thăng chức của anh đâu. Anh chia tay nó được rồi đó. Em nói lão già kia bị tai nạn hả? Đúng vậy. Cho nên con An nó trở thành nước cờ vô dụng rồi. Anh thấy không, em đã nói nó chính là sao chổi mà anh không tin. Nó khắc mẹ, bây giờ khắc cha. Anh mà còn không có chia tay với nó, có ngày nó khắc chết anh luôn đó. Mẹ kiếp nó chứ. Lão già đó không bị trễ một chút, để anh còn kịp thăng chức rồi chết cũng kệ mà. Anh không có bận tâm, vậy mà ngay thời điểm cần thiết này lại xảy ra chuyện nữa chứ. Anh đúng là xui tận mạng luôn mà. Quen cái con gì mà vừa nhạt nhẽo vừa vô dụng. Thôi mà, ông xã của em giỏi giang, cứ phấn đấu rồi cái ghế kia cũng về tay thôi. Cần chi nhờ đỡ nó cho phiền phức, cố lên ngang. Cũng đành phải vậy thôi chứ biết sao bây giờ. Thôi đừng có buồn, tối nay người ta qua giúp anh giải sầu. Anh có máy nè. Ngọc Trâm tắt điện thoại, đi vào phòng tìm cái váy thật gợi cảm. Cô nhón tay lấy bộ đồ lót màu tím nồng nàn đầy mị hoặc, vào nhà tắm thay, vừa nghiêu ngao hát vừa hưởng khung cảnh thân mật cùng người yêu. Cái hung của anh ấy sao mà có sức hút quá đỗi, khiến cả tâm hồn của cô như hòa tan vào đó. Anh nhẹ nhàng vuốt ve cho cô cảm giác cơ thể mình tựa như báu vật vô giá. Trong lúc Phúc An quay về thu xếp chuyện nhà cửa, thì ở bệnh viện công an cũng tìm đến gặp bà Nguyễn. Họ lấy lời khai để hoàn tất hồ sơ về vụ tai nạn. Trước đó, qua quan sát camera ở hiện trường vụ việc, công an xác định nguyên nhân lớn nhất là do ông Trịnh bất cẩn, không có chú ý tín hiệu giao thông, làm ảnh hưởng đến phương tiện lưu thông đúng luật. Trong trường hợp này, không thể truy cứu trách nhiệm hình sự cho chú Minh tài xế, nhưng xét theo tình người, bên điều khiển phương tiện tùy lòng hảo tâm, có thể hỗ trợ một phần chi phí cho người bị nạn. Điều này là thỏa thuận giữa hai bên, không được nêu trong hồ sơ thụ lý. Chú Minh thoát được trách nhiệm hình sự, gánh âu lo đã vơi đi đôi chút, nhưng chú lại thương cho cô bé kia, gia cảnh neo người lại gặp phải họa vô đơn chí thế này, chỉ đành lắc đầu thầm cảm thán trong lòng vì cô bé. Hai anh công an vừa đi một lúc thì Phúc An cũng quay trở lại. Đối với dì xinh đẹp có tâm này, Phúc An biết ơn không để đâu cho hết, cảm thấy hiện tại đã làm phiền người ta quá nhiều. Nên Phúc An không có muốn gì mất thêm thời gian, lại lỡ mất nhiều việc cá nhân, liền mở lời. Thưa dì, con tới rồi. Cảm ơn dì đã tận tình giúp đỡ nhà con. Dì ở đây cũng lâu rồi, bây giờ con không có dám làm phiền dì thêm nữa đâu. Không có sao đâu con à. Người với người hoạn nạn giúp nhau mới quý. Nhà con cũng đã không có ai, thì cần gì cứ điện thoại hỏi dì, dì sẽ chỉ dẫn cho con. Không phải lo tiền viện phí đâu. Dì đã tạm ứng trước chắc cũng không thiếu. Cứ chuyên tâm chăm sóc cho ba con đi ngang. Dạ. Để mỗi ngày dì kêu chú Minh vào đây giúp ba con vệ sinh thân thể. Con là con gái cũng không có tiện cho lắm. Vậy đi ngang con. Dạ dì. Phúc An còn chưa nói trọn câu thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, là từ trong túi áo của dì xinh đẹp. Bà Nguyễn nhìn Phúc An gật đầu ra hiệu tạm dừng lại, thò tay lấy cái máy ra nhận cuộc gọi. Alo, mẹ nghe. Mẹ đang ở đâu vậy? Hôm nay con đưa người yêu đến ra mắt gia đình, vậy mà mẹ lại đi đâu không có biết nữa. Mẹ có việc đột xuất, một lát là về rồi. Lèm bèm cái gì mà lèm bèm chứ.
Ngày thường rảnh rang không có thấy dắt về đây, không có chịu báo trước để tôi đi công việc rồi đó đó mà trách. Không phải con muốn cho mẹ bất ngờ lớn sao? Bây giờ mẹ sắp về chưa? Về liền đây, chờ một chút. Bộ gấp lấy vợ lắm rồi hả? Thôi mẹ cứ về đi đã nghe. Bà Nguyễn tắt máy, quay sang Phúc An dỗ dỗ vai động viên lần nữa, rồi nói lời cáo từ ra về. Chú mình từ lúc vào đây người bết dính máu có ông Trịnh, nên bà chủ kêu về thay quần áo trước. Bản thân bà Nguyễn tự đón xe taxi về, ngồi trên xe cảm thấy có chút mệt mỏi. Phần nhiều là tội nghiệp một cô bé số khổ, tâm trạng bà sau cái vụ tai nạn không tốt cho lắm. Nhưng bây giờ đã có niềm an ủi là chuyện con trai đưa người yêu về ra mắt. Xem ra bà lại sắp có đứa con dâu vui nhà vui cửa nữa rồi. Hy vọng con bé hiền ngoan, tốt nết, chứ không lại có cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu, khiến nhà đang ấm êm lại gà bay chó sủa thì không có ra làm sao. Rất nhanh taxi đã đưa bà Nguyễn về tới nhà. Đó là một căn biệt thự kiến trúc cực kỳ đẳng cấp nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Thông. Bà rút ví lấy ra tờ 500 ngàn đưa cho bác Tài, giọng dịu dàng nói: cậu không cần thối lại đâu. Khiến cho người tài xế taxi mặt mày hớn hở vô cùng. Bà có tài xế riêng, mấy khi đi taxi đâu nên lâu lâu hào phóng đổi lấy niềm vui của người đối diện. Bà cảm thấy rất ý nghĩa. Sau đó bà đóng cửa xe, sải từng bước tao nhã về phía cổng. Bấm chuông, liền có cô giúp việc chạy ra mở cửa, vừa đi bà vừa hỏi: thằng Phương đưa bạn gái về lâu chưa? Chị thấy con bé nó thế nào? Dạ bà chủ, gặp sẽ biết thôi à, chứ tôi không có biết gì đâu bà ơi. Lúc bà đi vào, trong nhà chỉ có bóng dáng thân quen, cậu con trai cao ráo, gương mặt anh tuấn này là niềm tự hào nhất đời bà. Bà đảo mắt nhìn một vòng, không thấy người con gái nào cả thì nhíu mày hỏi: bạn gái của con đâu? Bây chờ lâu quá nên về rồi phải không? Cậu mới vừa vào nhà vệ sinh đó, bảo đảm nhìn thấy là mẹ vô cùng ưng bụng luôn đó nghe. Được vậy thì tốt, bây giờ mình vào bàn ăn thôi. Mà ba con về chưa? Dạ chưa, ba nói mọi người cứ ăn uống trước đi, ba thu xếp công việc chút rồi sẽ về. Hai mẹ con ngồi vào bàn ăn đã được bày sẵn. Một lúc sau, thân ảnh thước tha trong bộ váy thanh lịch xuất hiện, cúi đầu chào bà Nguyễn. Từ lúc nghe tiếng động, bà đã sẵn sàng nụ cười trên môi, chuẩn bị dành cho con dâu tương lai của mình để tạo thiện cảm ban đầu. Đến khi chân chính nhìn rõ mặt, bà cảm thấy cô gái này rất quen, chỉ là trong giây lát bà chưa kịp nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu. Mà lạ thay, trong lòng của bà lại dâng lên một cảm giác gì đó rất mơ hồ, không phải vui vẻ như trong tưởng tượng. Thần giao cách cảm mách bảo rằng cô gái này có cái gì đó phức tạp. Đôi mắt đó phảng phất cái nét ranh mãnh, chứ không có trong sáng như cô bé Phúc An kia. Dù rằng cô ta có bày ra cái nét dịu dàng, thân thiện, đáng yêu, trong lòng của bà Nguyễn vẫn có cái gì đó chưa thể vừa ý. Bà quyết định lặng lặng quan sát thêm. Suốt bữa ăn, cô ta cư xử rất khéo léo, cách nói chuyện cũng điềm đạm, không có điểm gì bắt bẻ được. Bà lại dò hỏi một chút: hai đứa quen nhau bao lâu rồi, có dự tính bao giờ cưới không? Dạ, con với ảnh quen hơn nửa năm, chuyện cưới thì con chưa có quyết định gì cả thưa bác. Mới quá nửa năm thôi à, vậy thì nên tìm hiểu nhau kỹ càng hơn, chuyện cưới xin nói ra còn quá sớm. Không có được đâu mẹ, con với cô ấy lỡ... Lỡ cái gì? Không lẽ con bé có thai rồi hả? Dạ. Nghe con trai xác nhận, bà không thể nào tin được. Thằng con của bà không có được gọi là chín chắn, nhưng không đẻ là không biết chừng mực. Mới quen vài tháng đã sổ sàng bậy bạ tới như vậy sao? Ngay lúc bà còn đang hồ nghi về tính chất sự việc, đã nghe cô gái kia lên tiếng: thưa bác, đúng là con đã có thai, cũng không phải muốn anh ấy chịu trách nhiệm trong cái chuyện này. Con đến ra mắt nhà mình đơn thuần là vì con yêu ảnh, con muốn thân thiết và yêu thương người thân của anh mà thôi. Ngoài ra con chưa có dám tính chuyện xa xôi. Đứa bé này đến với con chính là quả ngọt lành của tình yêu hai đứa. Con muốn cho bác biết bác sắp có cháu rồi, còn duyên nợ của tụi con cứ chờ thời gian quyết định.
Xin bác đừng có quá lo lắng hay phiền muộn về chuyện, về cái chuyện đường đột này. Mẹ, mẹ nghe Mỹ Kim nói chưa? Là con làm cô ấy khổ, vậy mà cô ấy chưa từng trách cứ con nửa lời nữa đó. Một người như vậy sao con lại để cô ấy chịu đựng tất cả một mình chứ? Con là cha của đứa bé, con muốn cùng cô ấy chăm sóc con của mình. Vì vậy con muốn cho cô ấy một danh phận chính thức. Con tin mẹ hiểu lý lẽ mà hôn lễ sẽ tổ chức sớm thôi, đúng không mẹ? Con hai đứa thiệt là mẹ tất nhiên không có để thiệt thòi cho bất kỳ ai. Nhưng chuyện này quá đột ngột, để mẹ suy nghĩ cái đã. Thiệt là trời ơi, con ơi là con. Con có gì khó nghĩ đâu mẹ. Hai tụi con yêu nhau, có đứa bé nên tình cảm càng bền chặt thôi. Mẹ sắp làm bà nội rồi, mẹ phải vui lên chứ. Thôi được rồi, khoan nói chuyện này cái đã. Bây giờ cứ giúp cho con bé lo tốt cái thai trong bụng đi đã. Bà quay sang cô gái kia. Mỹ Kim, đứa bé trong bụng được mấy tháng rồi? Dạ, 2 tháng mấy ngày rồi đó. Bà nghe đáp án âm thầm đánh giá về cô gái này. Mới quen hơn nửa năm, vậy mà lại có thai hơn 2 tháng. Cô ta cũng quá dễ dãi trao thân đi. Chuyện này là nhìn vào sản nghiệp của gia đình bà, hay đúng là tình yêu chân thật đây? Hoài nghi khiến bà cảm thấy không thoải mái. Đâu có niềm vui của người bà sắp đón cháu nội chào đời chứ. Cuối cùng, bà ngầm quyết định sẽ tìm hiểu chuyện này thật kỹ, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ rất tự nhiên, nói mấy lời quan tâm. Thằng con mất nết của bác làm con khổ rồi. Hiện tại đang là tam cá nguyệt đầu tiên của thai kỳ. Con phải hết sức cẩn thận, chú ý trong việc ăn uống. Có gì không biết thì cứ hỏi bác sĩ hoặc gọi điện hỏi bác. Bao nhiêu kinh nghiệm bác sẽ nói hết với con. Đứa bé là quan trọng mà. Dạ, con cảm ơn bác quan tâm. Bé con này sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian vì được làm cháu của bác, làm con của người đàn ông tốt như anh Phương đó. Ba người ăn uống trò chuyện thêm một lát, vẫn không thấy ông Nguyễn trở về. Bà ra chiều thông cảm với thai phụ mệt mỏi, căn dặn thằng con nhà mình đưa Mỹ Kim về nhà. Không quên nhắc nhở cô ăn uống nghỉ ngơi một cách khoa học để đứa nhỏ phát triển thật tốt. Mỹ Kim trước khi về còn nắm tay mẹ chồng tương lai rất thân thiết, lễ độ, hẹn khi khác lại đến chơi. Vừa quay lưng đi, cô ta đã khẽ nhếch môi, biểu cảm vô cùng phức tạp. Cái vị trí bà chủ nhỏ của nhà này, cô xem như đã cầm chắc trong tay 7-8 phần rồi. Nhìn mẹ và vợ tương lai hòa hợp, thuận thảo, lòng của Vương rất vui vẻ. Cảm thấy lựa chọn người con gái này quả là không sai. Sau đó, anh đưa cô về là căn nhà trọ khang trang anh thuê cho cô để không phải trở về cái nơi như địa ngục với người cha, người mẹ vô tâm ích kỷ, từng vì tiền muốn gả bán con mình cho lão già người Đài Loan. Vào nhà ôm ấp người yêu, cưng nựng cái bụng có mầm tình yêu của mình một lát, Vương chúc Mỹ Kim có giấc ngủ thật ngon rồi quay xe về nhà. Đón chắc giờ này ba mẹ cũng đã ngủ, nhưng anh vừa mới bước một chân vào phòng khách đã thấy mẹ kính yêu đang ngồi trên sofa xem tạp chí Thời Gian. Có lẽ là do khó ngủ, chàng trai hiếu thảo lên tiếng. Mẹ không có ngủ được hả? Để con đi pha tách trà sen nha, mẹ uống cho dễ ngủ. Không phải, mẹ chỉ muốn đợi con về. Trời đất ơi, con lớn rồi mà mẹ, con sắp làm cha người ta nữa kìa. Mẹ lo lắng cho con rất vui. Nhưng mà mẹ đừng có nghĩ con còn nhỏ nhít nữa nghe, phải yên tâm về con hơn mới đúng đó. Còn con lớn mà chưa có khôn đâu, người chín chắn mà ăn cơm trước kẽn hả? Mẹ, bây giờ là thời đại nào rồi chứ? Ăn trước hay ăn sau cũng là cơm của con mà, mẹ không vui vì cái chuyện này sao? Con ngồi xuống nói cho mẹ biết, hai đứa quen nhau như thế nào, sao mới chỉ hơn nửa năm đã vội làm cái chuyện quá giới hạn đó rồi? Tất cả đều do con say rượu làm càng thôi. Cổ là người rất tốt đó mẹ. Sau cái chuyện đó, cổ còn tránh mặt con một thời gian. Nếu không phải con ra sức thuyết phục, cổ đã không có theo con về ra mắt. Cô ấy sợ mẹ nghĩ không hay về cổ đó. Khoan nói cái chuyện ai đúng ai sai, còn nói cho mẹ biết gia cảnh công việc của con bé đó như thế nào.
Dạ, cổ là một nghệ sĩ đàn dương cầm ở phòng trà mà con hay tới. Lúc đầu con cũng không có chú ý nhiều về cổ đâu. Chỉ cảm thấy cô gái đó đàn rất êm tai, rất dễ chịu. Một lần cổ đàn xong, đi ngang qua chỗ con ngồi, trời xui đất khiến gì mà cổ bị trật chân, ngã trúng vào người con, chân bị sưng không có đi được. Con trai mẹ tốt bụng mà sao có thể thấy mà không có giúp, nên con đưa cổ về nhà. Cổ vì nhớ ơn, lần nào đi con đến phòng trà cũng đến chào và nói chuyện qua lại một câu. Rồi tới một ngày đó, khi con đi gặp đối tác làm ăn trở về, nhìn thấy cổ thất thiểu đáng thương nên mới tính đưa cô ấy về nhà. Nhưng cổ lắc đầu ngoài ngoại, sống chết cũng không có về. Con đành phải đưa cổ về khách sạn nhà mình nghỉ lại một đêm. Đêm đó, cổ khóc lóc đòi uống say cho quên sầu đời, quên cảnh ngộ bị ba mẹ bắt ép cho lão già đáng tuổi ông mình. Thấy cổ quá đáng thương nên con ngồi lại uống cùng, nghe cổ tâm sự, càng nghe lại càng thương. Vốn là con gái có một chủ doanh nghiệp lại sa sút tới mức đến phòng trà bán tài nghệ, rồi tiếp tục bị chính ba mẹ đẻ mưu toan bán đời con gái. Đúng là quá bất hạnh mà. Hai đứa tụi con cứ ngồi uống đến say mềm lúc nào không biết luôn. Chỉ là lúc tỉnh lại, con nhìn thấy cái dệt hồng hồng ở trên đệm, còn người thì không thấy đâu, là con đã hại đời cổ đó mẹ à. Thôi được rồi, mẹ hiểu rồi, con đi ngủ đi. Dạ, con tin mẹ sẽ chấp nhận và yêu thương cổ, cổ đáng được như vậy mà. Bà Nguyễn im lặng không đáp, xứng đáng hay không cứ chờ bà tìm hiểu kỹ càng rồi mới đưa ra nhận định. Không hiểu sao bà vẫn cứ tin vào thần giao cách cảm của mình. Có câu cận tác vô ấy nấy, nếu cô ta thật sự tốt, bà cũng không ngại bối cảnh phức tạp kia chấp nhận cô ta trở thành con dâu. Nhưng mà nếu không phải thì mơ đi. Nghĩ vậy, bà lấy điện thoại đi ra ngoài vườn. Rất nhanh đường dây đã được kết nối, giọng người đàn ông trung niên vang lên. Bà chủ, có chuyện gì vậy? Anh Minh, anh tìm giúp tôi một thám tử điều tra một chút về gia cảnh bạn gái của thằng Vương, nó tên là Mỹ Kim. Dạ, tôi liên lạc liền, từ ngày mai bắt đầu, chắc sẽ nhanh có điều mà bà cần biết. Vậy cảm ơn anh nghe. Tắt điện thoại, bà quay về phòng nằm suy nghĩ, lòng hoang mang không biết nếu dự cảm không hay kia thành hiện thực, rồi thằng con của mình lại u mê thì bà phải làm gì đây? 3 ngày trôi qua, chú Minh vẫn chưa có phản hồi gì với bà Nguyễn. Thám tử Tư báo về, cô Mỹ Kim này thường ngày rất ít đi đâu, toàn là do cậu Vương ghé qua thăm nom mà thôi. Cảm thấy con mắt nhìn người của mình khá chuẩn, lần trước chưa có tiếp xúc nhiều, nếu bà tạo điều kiện gặp gỡ nhiều hơn, biết đâu sẽ nhìn ra bản chất của cô ta qua những cử chỉ hành động nhỏ nhặt. Vì vậy, bà Nguyễn mới kêu thằng con nhà mình đưa số điện thoại của Mỹ Kim. Nghe mẹ chủ động đi gặp vợ tương lai, lại nhớ lần trước mẹ có hơi nghi ngờ về tình yêu của hai đứa. Vương hỏi dò. Mẹ gặp cổ có chuyện gì không? Mẹ không có thể gặp nó sao? Hay nghĩ mẹ sẽ ăn tươi nuốt sống nó? Mẹ, con làm gì có ý đó. Mẹ muốn thì con đưa, để con nhắn qua là được chứ gì? Mẹ chỉ muốn đưa nó đi khám thai, ở trong bụng nó có giọt máu nhà mình. Mẹ sao lại không lo lắng được chứ? Con nói qua với nó đi, một lát mẹ với nó cùng đi. Vậy thì tốt quá rồi, mẹ có con là nhất luôn đó. Con biết mẹ sẽ thích cổ mà. Dương liền báo tin mừng này cho Mỹ Kim, kêu cô sẵn sàng chờ đợi mẹ qua đón đi khám thai. Cô biết chuyện, môi cong cớn vô cùng đắc ý. Thiện cảm ban đầu đã có, nhờ đứa bé trong bụng, mẹ anh ấy sẽ càng yêu thương mình hơn. Không biết bà ta đã đi xem ngày lành chưa? Ôi, nếu mà thật mong chờ ngày đó được chính thức trở thành bà chủ nhỏ trong căn biệt thự kia thì mừng quá đổi. Thay quần áo xong xuôi, chờ tầm nửa tiếng, tài xế của bà Nguyễn đã đến nơi Mỹ Kim trọ. Hai người phụ nữ, một trẻ một trung niên cùng ngồi trên ghế sau của xe hơi. Chú Minh liền đưa cả hai thẳng tiến bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn. Bệnh viện quy mô thế này thường chỉ dành cho gia đình giàu có. Thai phụ đến khám không nhiều như bệnh viện Từ Dũ hoặc Hùng Vương. Vì đại đa số thuộc về tầng lớp bình dân,
cho nên rất nhanh Mỹ Kim đã được vào khám. Một lát sau cô ta mang ra cái sổ khám khai. Bác sĩ ghi kết luận bào thai phát triển rất tốt, kê thêm một vài loại thuốc bổ sung cần thiết cho thai phụ phù hợp với giai đoạn này. Bà Nguyễn xem xong nụ cười tươi rói trên môi, vẫn không quên dặn dò Mỹ Kim uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi, vận động nhẹ, hợp lý. Khung cảnh mẹ chồng nàng dâu ấm áp, sống đôi ra về. Đến gần cổng, bà Nguyễn rút máy gọi cho chú Minh lấy xe đến đón hai người. Trong lúc chờ đợi, bà trò chuyện dăm ba câu về hoàn cảnh sống hiện tại của cô ở nhà trọ, ngỏ ý thuê cho cô một người giúp việc, một phần là đỡ đần cho cô trong giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ vô cùng quan trọng, phần còn lại là tư tâm của bà, muốn thông qua người giúp việc tìm hiểu về bản chất của Mỹ Kim. Nhưng đáp lại bà là lời từ chối với nguyên nhân kín kẽ. Con rất khỏe, con không có muốn tốn kém đâu, phiền phức cho gia đình khi con chưa là cái gì với anh Dương cả. Cảm ơn bác đã tận tình yêu thương con, như vậy con đã vui lắm rồi. Bà Nguyễn cũng không có tiện nói ra nói vô. Thoáng thấy xe của chú Minh đã tới, bà liền đưa tay dìu thai phụ còn chưa lộ bụng lên xe. Cũng ngay lúc này, một ánh mắt nhìn chằm chằm hai người phụ nữ. Hắn ta nhếch mép cười sau khi quan sát kỹ cách ăn mặc của người phụ nữ trung niên, lại đảo mắt sang cái chiếc xe đắt tiền mà họ đang ngồi vô. Đến khi cửa xe đóng lại, lăn bánh rồi dần dần mất hút, hắn ta mới quay đầu nhìn về cổng bệnh viện. Dòng chữ bệnh viện phụ sản đập vào mắt của hắn giống như cái đồ ngon từ trên trời rớt xuống. Nụ cười càng lúc càng sâu, miệng lẩm bẩm. Còn mẹ nó chứ, đúng là may thật, đi ăn xương nó gặp ngay cái con mồi béo bở. Được lắm, chờ ông mày tới đây. Cả ngày hồi hộp không biết mẹ chồng nàng dâu đi đâu, cùng phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn không. Dương có chút lo lắng mới nhắn tin cho Mỹ Kim, dặn cô sau khi mẹ anh đưa về nhà thì lập tức báo cho anh biết. Chờ đến khi nghe được nhạc chuông đặc biệt mặc định là người thương, Vương lập tức nghe máy. Sao rồi em yêu? Mẹ anh hôm nay có chăm sóc tốt cho em không? Con mình cũng tốt hả em? Dạ, mẹ thương em lắm anh à. Tin chắc không bao lâu nữa mẹ sẽ đón em về chung nhà với anh. Con mình tất nhiên là khỏe. Còn anh nữa, hôm nay có nhớ em không? Sao lại không? Nhớ hai mẹ con nhiều lắm đó. Vậy còn không có mau qua đây thăm người ta nữa. Chờ chút đi, tan làm anh qua, hung em. Dạ, một lát gặp nha ông xã. Cúp điện thoại, Mỹ Kim vào phòng thay áo, tâm trạng vui vẻ lắm. Lòng của cô thầm nghĩ, sắp làm vợ ai đó rồi là một bước lên trời, vinh hoa phú quý ngập lối. Đang say sưa trong miền tưởng tượng, điện thoại cô lại vang lên. Nhìn qua thấy số không phải của chồng, cô bắt máy lên, giọng không nũng nịu như lúc bên người đó. Alo, Kim nghe. Trời đất ơi, Mỹ Kim yêu dấu của lòng anh đây mà. Anh còn nhớ anh chứ hả bé? Mày là thằng khốn nạn. Tốt nhất em đừng có nên chửi anh nha. Không chừng anh nổi nóng lên là em chỉ có khổ thôi. Thằng khốn, sao tao không có thể chửi mày chứ? Vì sao mày không chết mẹ mày đi? Mày còn gọi điện thoại cho tao làm giống gì? Ai cho mày cái số của tao? Cái con yêu quái kìa, tao muốn tìm số của mày thì khó khăn cái gì chứ hả? Để tao nói cho mày nghe, hôm nay tao đã thấy những cái gì một người phụ nữ sang trọng sống dai với một con đàn bà dẻ rách từ trong bệnh viện phụ sản đi ra, nhìn thật là thân thiết lắm. Chắc con đàn bà bị tao chơi cho nát rồi, lại lừa được cái thằng ngu nào sắp sửa bước vào hào môn rồi cũng nên à. Mày nghĩ tao có nên để cho cái con đó nó an yên mà đi lấy chồng được không hả? Mày muốn cái gì? Đơn giản thôi, cái tao muốn chỉ là tiền. Muốn tao ngậm miệng thì đưa tiền cho tao. Nhưng mà tao không có. Tao không có cần biết. Mày không cho thì để tao ráng tìm được cái nhà bà cô giàu có kia, hoặc là tìm tới cái thằng chồng mới của mày đó. Chắc mấy người đó cho tao cũng không có tệ đâu ha. Anh Bình, em xin anh đừng có vậy mà. Anh chừa cho em một con đường sống được không anh? Nhẹ giọng với anh như vậy cũng phải tốt hay không? Em cũng biết biệt danh của anh là Bình Điên mà. Chọc anh nổi máu lên có gì lợi cho em đâu. Em cứ dịu dàng biết điều, anh thương không để đâu cho hết nữa.
Chỉ là anh mới thua độ nhiều quá nên kẹt tiền, mới nhờ tới em thôi. Em ráng giúp anh đi, anh sẽ giữ kín cái chuyện này, cho em thuận lợi trở thành bà chủ. Chỉ cần không quên anh là được rồi. Em biết rồi. Nếu biết rồi thì ngày mai ta gặp nhau đi. Đưa trước cho anh một ít tiền. Dạo này nói thiệt giả quá. Chưa có được đâu. Cho em 2 ngày, em xin người yêu của em đã. Nhưng mà em chỉ thắc mắc, tại sao anh có số điện thoại của em là ba em cho anh hả? Ừ, ba em đúng là nhát gan. Anh chỉ mới nói em nợ tiền của anh thôi. Được là con nợ thì cha trả. Chỉ nói vậy thôi. Ông lập tức lấy số của em cho anh liền à. Còn nói có gì thì cứ tìm tới em. Ông không có liên quan gì. Tính ra em cũng khổ. Có một người cha bạc bẽo. Càng nghĩ anh càng thương cho em đó kia mà. Nghe cái tên Bình nhắc đến người cha đổ đốn biến chất đó, cô nghiến răng trèo trẹo. Chính ông ta vì cờ bạc gái gú mà phá sản, khiến cho cô từ trên đỉnh cao rơi xuống đáy xã hội, thành người hèn kém còn chưa có đủ. Nay cô sắp bước ra khỏi dũng bùng, là chính ông ta một lần nữa phá bỉnh, khiến cho giấc mơ tươi đẹp có chiều hướng lung lay. Bây giờ cô phải làm sao đây? Đang lúc cuộc chuyện trò qua điện thoại vẫn còn chưa dứt, Mỹ Kim nghe có tiếng chuông cửa, đoán chắc Vương đã đến, liền muốn nhanh chóng gác máy. Em bận rồi, liên lạc với anh sau nha. Thằng chồng mới của em về à? Vậy thì không có phiền em đâu. Ngày mai nhớ chuẩn bị tiền cho anh một ít trước đó nha. Biết rồi. Mỹ Kim ngắt tín hiệu ngay và cài bảo mật điện thoại. Trước kia không có điều khuất tất, cô không có việc gì phải làm vậy cho lắm chuyện. Nhưng bây giờ nguy cơ xuất hiện, nếu không cẩn thận, bao công sức dương lên thoát khổ của cô sẽ thành ra sôi hỏng bỏng không. Tất nhiên, cô không thể để cái điều đó xảy ra. Sau khi đã đặt mật mã cho điện thoại xong, Mỹ Kim chấn chỉnh lại tinh thần, cảm thấy bình thường rồi mới nặn ra nụ cười tươi trắng ra mở cửa. Vương đến đây như một thói quen, hôm nào cũng phải vuốt ve cái bụng, nói mấy câu âu yếm bé con một chút mới vừa lòng. Sau đó tự tay anh sẽ pha cho Kim một ly sữa bà bầu uống, rồi mới yên tâm ra về. Những điều ngọt ngào này có mơ cô cũng không có ngờ tới, mình lại may mắn gặp được một người đàn ông có gia cảnh để chân thành tới như vậy. Cuộc đời của cô cứ ngỡ sắp sang trang, vậy mà đến bước cuối cùng vẫn gặp phải những âm hồn bất tán. Đêm đó, vì những bất an trong lòng, cô không thể chợp mắt, cứ nằm nghĩ mãi sẽ nói gì để xin tiền anh Vương để đưa cho thằng khốn nạn kia. Ngày hôm sau, Mỹ Kim tạm gom trước một ít tiền cô còn thủ sẵn do Dương cho, tầm hơn 20 triệu đưa trước cho thằng Bình. Họ hẹn gặp nhau ở một quán cà phê tầm trung để chắc chắn nơi này Dương sẽ không bao giờ ghé tới. Tên Bình vừa gặp con bồ cũ, liền nhe răng cười điểu cán, hết nhìn dưới lại nhìn trên rồi hắn nói. Rời xa anh rồi không ngờ em sống tốt tới như vậy đó. Núi đồi thì màu mỡ, cái phía sau nhìn nó càng ngày càng gợi tình. Nhìn em ai mà nghĩ đang mang thai đâu chứ. Cái thằng đó chăm sóc cho em tốt quá hen. Đúng là tiền nhiều có khác ha. Anh Bình à, anh về biểu em làm chi. Dù gì mình có tình có nghĩa, hôm nay em đưa tạm cho anh 20 triệu. Chờ em nghĩ cách rồi đưa thêm cho anh nghe. Cũng được, nhưng em tính cho anh bao nhiêu? Mỹ Kim đưa ra 5 ngón tay, Bình nhếch mép hỏi. 5 tỷ à? Cũng được. Anh Bình, em làm gì có số tiền lớn như vậy, là 50 triệu thôi. 50 triệu còn không có đủ cho anh đây nhét kẻ răng. Đừng có nói là 50 triệu, nếu mà 50 triệu là phần ứng, rồi em từ từ đưa cho anh thêm thì được. Em không có bàn thêm nữa, cứ quyết định vậy đi. Nhưng mà vì không có đưa cho anh một lần, anh thiệt thòi quá rồi đó, thì cũng phải cho anh một chút phúc lợi chứ. Phúc lợi gì? Thì phúc lợi là vậy nè. Sau khi ngừng lời giây lát, tên Bình khẽ cò cái ngón chân cái lên đôi chân thon dài mịn màng của Mỹ Kim, tiếp sau là ánh mắt như sói đói, thanh âm giảm lại thành tiếng thì thào chỉ đủ cho hai người nghe. Em từng là người của anh, bây giờ để thằng khác nó hưởng, anh tiếc lắm đó. Hiện tại chút phúc lợi anh muốn là được một tuần cho anh chơi một lần ngang, ngọt ngào của riêng em, anh lúc nào cũng nhung nhớ tưởng niệm hết.
Tên Bình cong môi cười sâu, nơi khóe mắt gian xảo lộ ra tia đắc ý, khiến cho Mỹ Kim chỉ muốn tìm một con dao đâm chết hắn luôn mới hả giận. Nhưng cô lại không thể làm trái ý hắn, nếu không cái cửa của giới thượng lưu sẽ bít lối mất thôi. Cô cắn răng nén lại những phẫn uất ngập đầy, trưng ra cái nụ cười giả tạo. Chỉ cần anh đừng có làm khó em, chờ khi nào em gom đủ số anh cần, anh đừng có xuất hiện, kẻo mọi chuyện dở lỡ ra đó. Được, anh hứa. Nhận được sự đồng ý của con đàn bà giả trách trước mặt của mình, gã đàn ông càng tham lam bạo dạn hơn, đưa tay vỗ vỗ vào cặp mông quyến rũ. Cũng trong lúc này, ở một cái bàn khác trong quán cà phê, một thanh niên với cặp kính cận như đang chuyên tâm đọc báo, thực chất là quan sát hết thảy màn thân mật vừa rồi. Anh ta cẩn thận đưa cái điện thoại tìm góc chụp phù hợp, là cái khoảnh khắc hai người nghiêng đầu thì thầm, là cô gái kia nắm chặt bàn tay cái tên có gương mặt bậm trợn kia, đôi mày hơi trâu như năn nỉ, như cầu xin. Ngồi một lát, cả hai đứng dậy rời khỏi quán. Sau khi cô gái thanh toán tiền xong, họ cố tình đi cách xa ra nhau, nhưng cái điểm đến cuối cùng của họ lại cùng một chỗ, nhà nghỉ Hoa Hồng. Mỹ Kim cùng tên Bình một trước một sau đi vào nhà nghỉ. Hai người thời điểm cách nhau khoảng 5 phút, vừa vào phòng, hắn ta đã như con sói đói nhào vào kề sát gương mặt cô ta. Trước kia chưa gặp Vương, cô cảm thấy hắn ta cũng được, nhưng bây giờ quả thật ghê tởm cực điểm. Cô ta nén nhịn cơn chán ghét, đứng im cho gã đàn ông mơn trớn. Thấy Mỹ Kim không hòa nhịp, đứng đơ ra như pho tượng, tên Bình cảm thấy hơi mất hứng, trầm giọng nhắc nhở. Anh chơi không có đã, tâm trạng không có tốt, không biết có sợ sãi tiết lộ cái điều không có nên nói hay không cũng chưa biết chừng à. Anh đừng mà... Vậy thì phô ra cái tuyệt kỹ của em đi, em đã hầu hạ thằng kia ở trên giường như thế nào, bây giờ phải làm cho anh hưng phấn nhiều hơn nữa, biết không? Cũng lúc đó, trò chơi xếp hình được bắt đầu. Bên trong áo quần ném tứ tung, hai thân thể lõa lồ xếp chồng lên nhau. Người phụ nữ từng lên tiếng nỉ nôi càng làm cho người đàn ông thêm phấn chấn sung mãn. Lỡ đâu không may ảnh hưởng xấu đến đứa bé thì sao, đành bất lực cô thú nhận. Anh đừng mà, đứa bé là con của anh còn làm vậy chính là giết nó đó, em gian anh. Gã đàn ông còn rất quá khích trong trò chơi tình dục đầy đê mê, luồng tin Mỹ Kim đưa đến cũng đủ chấn động. Điều này khiến hắn ta bất chợt dừng lại, nơi nam tính vẫn còn chôn trong khu giường cấm của người đàn bà lõa thể bên dưới, liền hỏi lại lần nữa. Đứa bé, nó là con của tôi, chuyện này là thật. Ngày đó anh bỏ em đi theo con khác, không lâu sau em mới biết mình đã có thai. Cũng may mà em gài hàng được anh ấy. Anh nghĩ đi, em cưới anh ấy rồi sẽ có thể lo tốt cho con chúng ta, cho nên từ bây giờ đừng có ép em làm hại con mình nha anh. Tên Bình lúc này đã hoàn toàn hết sạch hứng thú ái ân, đứng hẳn dậy ra chiều ngẫm nghĩ. Một lúc sau hắn mới nói, anh sẽ không có làm hại con mình đâu, nhưng anh cũng cần tiền. Nếu em đã có cuộc sống vàng son nhung lụa, tuyệt đối phải nhớ công anh đã tạo ra đứa bé mang đến may mắn cho em hiểu không? Dạ, tất nhiên là em hiểu rồi. Lòng em cũng chỉ có mình anh, em là vì muốn tốt cho tương lai con, bất đắc dĩ phải làm vậy thôi. Anh yên tâm đi, em sẽ nghĩ cách giúp đỡ anh sẽ không có phải khổ nữa đâu. Một lời của tên Bình, Mỹ Kim như được ân xá, vội vàng dùng lời ngon ngọt dỗ dành hắn. Cả hai xem như đã đạt được thỏa thuận, đôi bên cùng có lợi. Một lát sau, Mỹ Kim ước chừng cũng đã trễ, cô ta lựa lời xin phép Bình về trước. Hắn gật đầu, trong lòng thật không thể hiểu rõ cảm xúc lúc này là cái gì nữa. Trước khi bước ra khỏi nhà nghỉ, Mỹ Kim nhìn sơ mình một lượt, quần áo cũng tươm tất như lúc đầu, rồi mới thở phào, sải chân rời đi. Cô ta đâu biết, có người đã kịp chụp lại tấm hình cô từ nhà nghỉ đi ra, thêm mấy tấm hình chụp ở quán cà phê trước đó nữa. Thanh niên đeo kính coi như đã thu hoạch được kết quả chừng 8 phần. Cứ tạm thời mang về bàn giao trước một ít, báo cáo sơ bộ với người đã sử dụng dịch vụ của văn phòng thám tử Tư.
Chú Minh tài xế vừa nhận được sắp hình liền đem đến cho bà Nguyễn để bà có nhận định riêng, không dám tự ý phỏng đoán. Bà xem qua một lượt, quả nhiên cô gái này không hề đơn giản. Cái lý do khiến cho cô ta muốn gắn bó thằng con trai nhà bà thì lại càng khả nghi. Nghĩ vậy, bà quyết định tối nay chờ Vương về sẽ nói chuyện với nó, khuyên nó nên cẩn thận trong vấn đề hôn nhân. Bà không muốn rước vào nhà một người không tốt, khiến nhà cửa xào xáo không có ngày bình yên. Tối đó, bà chờ mãi đến tận khuya vẫn không thấy thằng con trai của mình về. Gọi điện cho nó mới biết nó đi công tác đột xuất ở Đà Nẵng, phải ngày mai mới về nhà. Chuyện bà muốn nói trao đổi bằng điện thoại cũng không có tiện, bà đành nhẫn nhịn chờ thêm một ngày nữa. Sáng hôm sau, Vương đáp chuyến bay sớm về Sài Gòn, đang muốn gọi tài xế chở về nhà nghỉ một chút thì trưa trưa sẽ qua thăm người thương và con. Chỉ là Mỹ Kim rất đúng lúc gọi điện đến, giọng nghe ra có chút buồn phiền. Anh yêu, xuống máy bay chưa? Để mẹ con em ra đón anh. Sẵn có chút chuyện rắc rối, nhờ anh giúp em nha. Chuyện gì vậy? Em ăn uống không có được sao? Hay thai kỳ bất ổn? Cũng không phải, một lát gặp rồi nói. Em không cần đi đâu, cứ ở nhà chờ anh về. Em mới vừa đi ra ngoài mua ít đồ, bây giờ đang thấy mỏi chân nên ngồi nghỉ tạm ở đây thôi. Còn không thì anh qua đón em cũng được. Em đang ở cà phê Highlands, xin trên đường Nguyễn Tri Phương đó anh. Được. Tắt điện thoại, Dương chuyển hướng về quận 5 đón người thương. Thấp thoảng không biết rốt cuộc là chuyện gì làm cho bà bầu xinh đẹp nhà anh phải lo âu tới như vậy. Anh đến nơi, thoáng thấy thân ảnh quen thuộc liền nhanh chân bước vô, kéo cái ghế ngồi xuống vị trí bên cạnh. Em sao rồi? Có mệt chỗ nào không? Lúc Vương vẫn còn đang quan sát sắc diện người yêu, lại nghe có âm thanh của gã đàn ông vang lên không biết từ đâu. Người này là... Tiếng nói rất gần, khiến Vương không khỏi tò mò, đưa mắt nhìn thử, thì thấy gã kia đứng ngay bàn mình, đang nhìn vào Mỹ Kim, cổ cũng nhoẻn cười đáp lại. Anh Bình, đây là chồng sắp cưới của em. Nói xong, Mỹ Kim quay sang Vương tiếp tục. Anh yêu, giới thiệu với anh, đây là anh họ của em, mới từ quê vào, hai người làm quen với nhau nghe. Hai người đồng thanh lên tiếng chào nhau, Vương cũng phải phép mời anh họ của vợ tương lai ngồi xuống, hỏi thăm dăm ba câu. Bình làm ra vẻ thân thiện như vô tình, nhưng thực chất là cố ý, kể khổ chuyện nhà mình. Thỉnh thoảng, Mỹ Kim cũng đệm vào vài câu an ủi. Một lát sau, cô ta quay sang Vương, giọng điệu năn nỉ. Anh họ của em làm ăn thất bại, bây giờ ba mẹ ở quê khổ sở như vậy, anh coi có cách nào giúp ảnh được không anh? Anh có chuyên môn gì không? Hồi xưa nhà tôi nghèo, không có được ăn học tới nơi tới chốn, nhưng mà anh cảm thấy mình có duyên buôn bán. Mới đây có người bạn rủ hùng hạp mở quán ăn hoặc quán ốc, anh thích lắm mà vốn không có, chỉ đành nhìn cơ hội đi qua thôi. Kim đưa tay lay lay Vương, thêm nếm lời vô. Anh yêu, anh có thể nào cho nấy vay tạm, chờ khi việc buôn bán của các anh ổn định rồi, có lời rồi sẽ trả dần cho anh được không? Giúp anh ấy là giúp cả nhà họ qua cơn khốn đó. Em xem như tích đức cho con của chúng ta, được không anh? Nghe vợ tương lai nói cũng đúng. Vương không có keo kiệt đến mức từ chối một gia đình đáng thương, lại còn là họ hàng với cổ. Anh gật đầu nhẹ nhàng hỏi. Anh muốn mượn bao nhiêu? Bạn của anh nó đề xuất 100 triệu, cậu giúp anh như vậy anh biết ơn vô cùng. Không có gì, anh nhắn cho em số tài khoản, em chuyển tiền qua cho anh liền. Anh không có tài khoản ngân hàng, cậu cho anh lấy tiền mặt được không? Tiền mặt của em không có mang đủ, vậy là làm thế nào đây ta? Nếu vậy thì cậu cứ đưa cho Mỹ Kim, bữa sau nó đưa cho anh cũng được. Anh lần nữa chân thành cảm tạ cậu. Mỹ Kim cảm thấy chuyện đâu đó đã ổn thỏa mới xen vô. Vậy cũng được, anh cứ về nhà nghỉ, ở tạm vài ngày đi, chờ anh Dương rút tiền em sẽ đưa cho anh để mau chóng mở quán, thuê nhà trọ cho ổn định đi. Từ quê vào đây không có nhà cũng kham khổ rồi, lẽ ra nhà em trọng kêu anh ở cùng cũng không có sao, nhưng mà anh trai em gái cũng có điều bất tiện, mất công người ngoài là dị nghị.
Mỹ Kim nói chuyện hợp lý hợp tình đâu ra đó. Vương cảm thấy rất ưng ở trong bụng. Đúng là họ hàng cũng không có nên chung đụng. Rất là bất tiện khi anh muốn đến thăm người yêu. Cho nên anh im lặng để cô ấy tự thu xếp ổn thỏa chuyện với anh họ của cô. Bình cũng không còn việc gì liền rời đi trước. Còn Vương thì lái xe đưa Mỹ Kim về nhà. Chuyến công tác đột xuất hôm trước khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi. Chở người yêu về cũng không có ở lại lâu. Quay xe về căn biệt thự nhà mình ngủ một giấc thật sâu, nạp lại năng lượng hao hụt vì công việc. Lúc anh tỉnh lại trời cũng đã vào chiều tối. Cả nhà quay quần ăn cơm xong xuôi, ông Nguyễn có thói quen vào xem tin tức. Còn bà Nguyễn khéo léo kêu con trai ra ngoài vườn trò chuyện, lựa lời cho con hiểu rằng bà không vì cái chuyện gia cảnh sang hèn. Nhưng cô con dâu này dường như không có hoàn mỹ như lòng tin của thằng con nhà mình dành cho. Vương lúc này ngủ nghê đủ giấc, tinh thần rất tốt. Nghĩ mẹ yêu muốn cùng mình buông dưa lê một chút cho đỡ buồn, anh gợi chuyện trước. Mẹ là đang hồi hộp ngóng con dâu hay là ngóng cháu nội đây? Mỹ Kim nói với con mẹ đối xử rất tốt với cổ. Có phải là con trai của mẹ sắp ra rìa rồi hay không? Vương à, nói đến con bé đó mẹ cũng có chuyện bất an đây. Gì vậy mẹ? Sao lại bất an? Không phải hai người cư xử rất hòa hợp với nhau hay sao? Để mẹ cho con coi cái này đây nè, chờ một chút. Dứt lời, bà Nguyễn vào phòng sách lấy một sấp hình đem ra cho con coi. Vương cầm một sấp, nhận ra đây là Mỹ Kim, thì hàng mày nhíu lại. Anh lật từng tấm lên coi, gương mặt dần nhàn nhạt vẻ khó chịu. Bà Nguyễn nghĩ như vậy rất tốt. Nó khó chịu, tức là nó dần tin vào chứng cứ này. Bà nghĩ Vương sẽ hụt hẫng đau lòng vì bị người ta lừa gạt. Nhưng thà đau ngắn hơn đau dài, phải để nó tự mình cảm nhận, tự mình cân nhắc về quyết định hôn nhân. Chứ nếu không thì nếm khổ đau chua chát nhiều hơn cũng chỉ có nó mà thôi. Bà Nguyễn im lặng một bên chờ đợi con trai nói ra suy nghĩ. Vương đúng là rất không vui mà lời nói ra ngoài sức tưởng tượng của bà. Mẹ, con tưởng mẹ thật lòng quan tâm cổ, ai ngờ mẹ lại không ưa cổ đến như vậy, vì nghèo hay sao mẹ? Con nói bậy bạ cái gì vậy? Vậy thì sao? Vì sao mẹ lại cho người đi điều tra cổ? Mẹ có cảm giác nó không có tốt như con nghĩ. Mẹ thương con, sợ con bị lợi dụng tình cảm. Vậy mà con lại nghĩ mẹ là hạng người nhất nhất với tư tưởng môn đăng hộ đối. Hả? Bây giờ khoan nói cái động cơ của mẹ sai hay đúng. Con cứ nhìn vào kết quả đi. Con nhỏ đó nó không có tốt đâu con à. Mẹ đọc được ở trong mắt nó có cái gì đó rất phức tạp, không có thanh thuần như bề ngoài đâu. Mẹ, là con hại đời cổ. Cổ cũng không hề muốn bám víu con đâu. Là tự con muốn chịu trách nhiệm thôi. Con thấy cổ rất tốt, xứng đáng làm mẹ của mấy đứa nhỏ của con. Cho nên con xin mẹ cũng yêu thương cổ nha mẹ. Con có bị hồ đồ hay không? Nhìn thấy nó đạp hai thuyền, con không màng đang mang thai mà đi nhà nghỉ với đàn ông khác. Người như vậy mà con nói tốt, nó cho con uống bộ mê thuốc lú gì rồi hay sao? Mẹ, người đàn ông đó con đã gặp rồi, là anh họ của cổ. Người ta khổ sở từ quê vào lập nghiệp, hiện chưa có nơi trọ, mới tạm ở nhà nghỉ vài hôm. Mẹ chưa biết rõ sự tình, đã nghe theo mấy cái chứng cớ ba xu này đó. Con đã trưởng thành rồi, đâu có dễ bị người ta lừa gạt như vậy đâu. Nhưng mà phía mẹ, con chỉ xin mẹ gạt bỏ hết định kiến ban đầu, toàn tâm toàn ý chấp nhận cổ đi. Cô ấy sắp tặng cho mẹ một đứa cháu đáng yêu. Mẹ càng phải thương cổ nhiều hơn mới đúng đó chứ. Nếu mẹ nói giác quan của mẹ trước giờ vẫn chưa từng sai, mẹ vẫn muốn con nhìn lại cái mối quan hệ với cô gái kia thì sao? Mẹ, con đưa cổ về là muốn nhận lấy lời chúc phúc thiêng liêng của ba mẹ, muốn có một hôn lễ dự ý để bắt đầu tháng ngày vui vẻ với tiếng nói, tiếng cười của trẻ thơ và một người vợ dịu dàng chu đáo. Con tin vào cảm nhận của mình. Nếu mẹ vẫn không có đồng ý, con cũng đành phải bất hiếu thôi, tự quyết định cuộc đời của mình. Mong rằng sẽ không có ngày đó. Nghe Dương cương quyết, trái tim bà Nguyễn như quá đá. Bà không ngờ tình cảm của thằng quý tử nhà mình dành cho cô gái kia lại kiên định bậc này. Bà nên làm cái gì mới tốt đây? Còn chứng cớ kia của thám tử lẽ nào có lầm lẫn gì không? Trước lời phản bác của con trai, bà Nguyễn có hơi hoang mang với kết quả điều tra từ thám tử.
Vì vậy, bà gọi điện cho chú Minh, kêu chú nhắn tin số điện thoại của thám tử để bà trực tiếp nói chuyện. Alo, tôi là người đã thuê văn phòng thám tử Tư, điều tra về một cô gái tên là Mỹ Kim, tôi có chút chuyện muốn hỏi. Dạ, việc đó đúng là tôi đang phụ trách, mà muốn biết việc gì tôi sẽ nói rõ hơn. Về sắp hình mà cậu gửi qua đó, kết quả đó có chính xác bao nhiêu phần trăm, giữa hai người trong ảnh thật sự có liên hệ mật thiết hay không? Thưa bà, qua kinh nghiệm điều tra từ trước đến nay, với cử chỉ hành động đó, tôi khẳng định hai người trong ảnh là người yêu, chí ít cũng là từng yêu nhau. Tôi vẫn còn đang tiếp tục theo dõi, sẽ sớm gửi cho bà những thông tin cần thiết. Vậy được, từ bây giờ tôi muốn nhờ cậu chuyện này. Trước cứ điều tra xem ba mẹ của cô ta có nợ nần gì ai không. Bao giờ có thông tin chủ nợ, cậu lấy số điện thoại gửi giùm cho tôi sẽ nói chuyện thêm với họ. Dạ được, trong ngày mai sẽ có kết quả về cái chuyện này cho bà. Đúng hẹn, buổi chiều ngày hôm sau, thám tử đã gửi cho bà Nguyễn một vài số điện thoại của chủ nợ. Trong số đó còn có thông tin về khoản vay mà mức độ hổ báo của từng người. Bà cố tình gọi cho một người xếp vào hàng dữ dằn nhất. Alo, có phải đây là số của cậu Hưng Cọp? Đúng vậy, bà là ai? Tìm tôi có chuyện gì? Tôi được biết nhà ông Phạm Thanh Công có nợ cậu khoản tiền hơn 100 triệu. Không biết cậu có sớm muốn thu hồi số tiền đó hay không? Chuyện đó là tất nhiên rồi, nhưng sao bà lại làm vậy? À, là tôi biết con gái của ông ta đang cặp với một chàng trai có tiền. Bản thân tôi cũng là chủ nợ của gia đình đó. Muốn thông qua cậu mở đường đi đòi, để tôi cũng có thể lấy lại cái số tiền đã cho họ vay lâu rồi mà chưa có thu lại được. À, ra là vậy. Được rồi, thông tin của bà cũng khá hữu ích. Và bà cứ đưa cho tôi số điện thoại của con nhỏ kia đi, tôi sẽ đến trực tiếp đòi nó. Nhưng mà cậu cũng nên chú ý nghe, người ta là đang có tai, cậu mà làm quá tay lỡ xảy ra cái chuyện gì thì lại chuốc họa vào thân à. Bà cứ yên tâm đi, tôi tự biết cân nhắc. Sau khi nhận được số điện thoại của Mỹ Kim, Hưng Cọp liền gọi điện đến số của cô ta. Cuộc nói chuyện kéo dài tầm 10 phút, hắn ta nêu ra món nợ hơn 100 triệu của ông Công cùng những lời dọa nạt nếu không trả thay cho ba cô, đừng có trách hắn ta tìm đến tận nơi ở của cô làm to chuyện. Tức nước vỡ bờ, cô đã không thể chịu nổi một người cha vô dụng vừa gây họa như vậy, khiến cho cuộc đời mình mãi chìm đắm trong tối tăm khổ nhục, nên quyết định gọi ông ta ra gặp mặt. Hai cha con gặp nhau không có vẻ gì là thân thiết. Ông Công nhìn con gái áo váy đắt tiền, túi xách hàng hiệu, trong khi vợ chồng ông ở nhà sống trong kham khổ, thì cảm thấy vô cùng bất mãn. Vừa ngồi xuống bàn, ông đã lên tiếng châm chích. Dạo này cặp được đại gia rồi thì quên mất cha mẹ. Vợ chồng tao đúng là số khổ, sinh con ra lại không có được nhờ con. Mày có biết mẹ mày ở nhà nay ốm mai đau hay không hả? Mày sống sung sướng một mình không có sợ trời cao bắt dạ mày hay sao? Ba hả? Ông không có xứng, không có tư cách gì trách móc thôi cả. Ông tự coi lại bản thân của mình đi. Ông đã lo được cái gì cho tôi hả? Chỉ vì ông mê gái bị nó lừa trắng tay, hại tôi phải thân sơ thất sở chưa đủ, rồi ông còn tiếp tục mượn nợ khắp nơi, rồi người ta tìm tới tôi quấy rối. Vì ông, tôi có ngày nào được bình yên hay không hả? Người như ông nên sớm chết đi cho nó rảnh nợ. Tôi khổ vì ông đủ rồi đó. Đừng có kéo tôi theo vào kiếp sống hèn bọn khốn khổ giống như ông. Chỉ một lần thôi, duy nhất lần này, tôi sẽ về xin chồng tôi bố thí tiền cho ông trả nợ. Từ nay về sau, tôi với ông không có cái gì liên quan nữa. Mày à, cứ còn mất dạy. Mày dám nói với ba mày như vậy sao? Ngay từ lúc này, tôi đã không còn là con gái của ông nữa. Tạm biệt, không hẹn gặp lại đâu. Nói rồi, Mỹ Kim đứng dậy rời đi, không có quan tâm ông Công đang ngồi đó tức đến xanh ruột. Gương mặt đỏ bừng bừng, diệt nộ khí ngút trời. Cô ta đâu có biết, ở một góc trong quán cà phê, bà Nguyễn đã đứng nơi đó một lúc và nghe hết những lời bất hiếu đến trời đất không dung của cô ta. Nhờ cậu thám tử báo địa điểm cô ta tới, bà mới tự tai nghe hết, thấy rõ bản chất nanh nọc của cô ta. Quả nhiên, linh cảm của bà hoàn toàn chính xác. Với cha mẹ trứt ruột đẻ ra mà cô ta còn có thể mạnh miệng nguyền rủa tới như vậy. Nếu mà rước cô ta về nhà, một khi có chuyện không vừa ý, không phải sẽ nhảy bổ vào ăn tươi nước sống mình luôn hay sao? Nghĩ vậy, bà Nguyễn càng quyết tâm cản trở hôn sự lần này.
Về phần đứa bé trong bụng cô ta, nếu thực sự là giọt máu của thằng con nhà mình thì bà sẽ nhận. Còn người con gái bề ngoài xinh đẹp có thừa, bên trong bụng dạ hiểm độc khó lường như vậy, bà tuyệt nhiên không có chấp nhận. Cho nên ngay tối hôm đó, bà Nguyễn lại muốn khuyên nhủ Dương một lần nữa. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Trốn Tình, tác giả Vân Bích. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại trong tập 2.